Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu nhà lầu đồng bộ lên tới 200 căn tại trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, nằm ngay chân chợ cầu đường Quang Trung. Khu nhà mình đường rộng 15m, có vỉa hè, cây xanh và điện âm, một khu nhà lầu đồng bộ cực kỳ đẳng cấp. Khu nhà này thì đã bán hết rồi, chỉ còn có hai căn nhà phố hướng Tây Bắc thôi. Một căn phía ngoài ngang 5, sâu vào 11m. Và căn phía trong là ngang 4m2, sâu vào 14m. Cả hai căn thì đang được chủ nhà hạ giá rất là mạnh, giảm từ 6 tỷ 6 xuống chỉ còn có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi, giảm mỗi căn tới 700 triệu nha. Đấy, chúng ta sẽ đến với một cặp đôi nhà đẹp hướng Tây Bắc, vị trí đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh, xe hơi ngủ trong nhà, tại trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, nằm ngay chân chợ cầu đường Quang Trung, rất gần với quận Gò Vấp, cách quận Gò Vấp khoảng tầm 200-300 mét thôi. Vị trí liền kề với quận Gò Vấp và sát với trục đường Bờ Kè. Thì sau này thì đường Bờ Kè làm xong thì nó sẽ nối cầu qua, thì chúng ta đi qua Gò Vấp có 7-80 mét thôi nha. Căn nhà phía ngoài ngang 5, sâu vào 11 mét, thì cũng thiết kế trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, cũng đang được cô chủ nhà giao bán chỉ có 5 tỷ 9 thôi. Đường rất là rộng, rất là thoáng, lòng đường rộng tầm 8 mét, mỗi bên chúng ta có vỉa hè 3 mét nha quý vị. Con đường rộng tới 15 mét, có vỉa hè, cây xanh, điện âm và có đèn đường, cũng như là đường rất là rộng luôn, cực kỳ thoáng nha. Khu nhà đồng bộ cực kỳ cao cấp, là văn phòng công ty hoặc là chúng ta buôn bán mỹ phẩm online cực kỳ tuyệt vời. Khu này thì bán hết rồi, căn hướng đông nam này cũng bán luôn rồi nha. Giờ chỉ còn hai căn hướng tây bắc thôi. Hai căn hướng tây bắc thì đang giao bán với giá là 5 tỷ 900 triệu đồng. Một căn ngang 5 dài 11 và một căn ngang 4m2 sâu vào 14m. Chúng ta sẽ cùng bá Hưng đến xem căn nhà 4m2 dài 14m nha. Thiết kế của hai căn thì cũng tương tự nhau. Đấy, anh chị nào thích nhà to thì chúng ta cứ đến xem cặp đôi nhà này đi, chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Đường rộng 15m, có vỉa hè, cây xanh, đèn đường. Đường rất là rộng, nhà cực kỳ đẹp nha. Mẫu tân cổ điển, mái thái, dưới thì được ốp nhựa, trang trí rất là sang, có lan can sắt đặc. Đấy, khu đồng bộ rất là đẹp, rất là cao cấp luôn. Ngay tại trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, ngay chân chợ cầu đường Quang Trung nha mọi người. Một khu nhà liền kề Gò Vấp, chưa qua quốc lộ, ngay chân chợ cầu và sát với siêu thị E-Mark 2. Ở đây thì di chuyển sang siêu thị E-Mark 2 chắc tầm 300 mét thôi. Bên ngoài này cũng được ốp gạch giả đá, khoảng vỉa hè 3 mét, ngang 4m2, dài 14 mét nha anh chị. Đấy, nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi, cái giá vô cùng thơm ngon bổ rẻ nha. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt bốn cánh phía bên ngoài, bên trong thì có cửa sắt kính cường lực, rất đẹp, rất sang luôn. Khu đồng bộ cực kỳ là đẳng cấp nha. Trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại tủ giày dép nó bảo hiểm phía bên ngoài. Hai bên tường được ốp gạch cao lên 1m2 và làm dán giấy, làm phào chỉ, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao. Căn nhà cực kỳ đẹp luôn, giá bán có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi, vẫn còn bớt một chút lộc nha. Giá là giảm tới 700 triệu đồng rồi. Anh chị cô chú khách hàng nào quan tâm đến cặp đôi nhà đẹp tại trục đường Nguyễn Văn Quá này, chúng ta hãy alo trực tiếp về tới bên nhà đất bà Hưng. Cầu thang được ốp đá hoa cương đen, tay vịn có cam xe và kính cường lực dày 10 ly, đúc rộng tầm 90, đóng xích chắc nha. Phòng bếp của chúng ta thì được tặng lại bộ bàn ăn, có tủ bếp gỗ An Cường, tường ốp gạch cao lên nửa tường và có ngăn để tủ lạnh. Toilet được đưa về trong cùng. Ngang 4m2, dài 14m, hướng Tây Bắc và giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu thôi. Anh chị cô chú khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới bên nhà thật Bắc Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nha mọi người. Nhà rất đẹp, rất sang luôn. Đấy, dính trời sau, nhà có cửa sổ sau nha, có toilet đằng sau luôn. Giá bán rất là rẻ,
chỉ có 5 tỷ 900 triệu thôi. Tặng bàn ăn gỗ cỏ đỏ ở đây, xe hơi đậu được trong nhà luôn nhá. Di chuyển lên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng tiếp khách. Trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet và có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái bộ tủ rượu. Ốp sàn gạch da gỗ nhé. Có sofa. Cửa sổ ra phía sau. Cách nhà mình khoảng tầm 5-70 mét là có con đường bờ kè đang hoàn thiện. Sau này chúng ta đi sang Gò Vấp rất là tiện và gần. 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị, cô chú khách hàng nào muốn sở hữu nhà xe hơi đậu được trong nhà mà sát bên Gò Vấp, liền kề với quận Gò Vấp, nếu chúng ta kiếm bên Gò Vấp không ra thì có thể đi xem ngay cặp đôi nhà này. Đấy, cặp đôi nhà ngay tại trục đường Nguyễn Văn Quá, phường thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng 1-2 nhé. Đấy, cửa ổ cắm xe, ở dưới thì sẽ được ốp sàn gạch da gỗ và có giường tủ quần áo, kệ tivi. Ban công phía ngoài đúc tới 1,5 mét nha, do con đường rộng, có rèm cửa luôn rồi, nhà rất đẹp luôn, chỉ chờ anh chị cô chú đến mua và sở hữu thôi. Căn nhà siêu phẩm của quận 12 nha anh chị, vị trí liền kề với quận Gò Vấp. Đây, thêu một máy lạnh thôi. Hai phòng phía trước thì được bỏ nội thất nha, hai phòng phía sau thì trống. Toilet riêng từng phòng. Anh chị cô chú khách hàng nào quan tâm đến nhà hẻm to, rộng tới 15 mét và xe hơi đậu trong nhà hoặc là đậu ngoài đường được luôn, chúng ta hãy để ý đến cặp đôi nhà này nhé. Có cửa sổ sau, toilet riêng mỗi phòng. Đấy, nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi, vay ngân hàng thoải mái nha. Giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu thôi. Di chuyển lên trên sẽ là không gian lầu 2. Lầu 1, lầu 2 giống y chang nhau, bố trí cũng y chang vậy. Đường rất là to luôn, đường rộng tới 15 mét. Nội thất y chang nha. Trệt lửng 3 lầu, 4,5 tấm. Giá bán khá là rẻ luôn, chỉ 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Khu vực phòng ngủ số 4 này, phòng trống nha anh chị. Ra về tự bố trí nội thất. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Căn nhà cũng khá là chắc chắn và kiên cố, đậu xe hơi thoải mái trong nhà. Ở đây thì chúng ta có phòng thờ khá là rộng luôn. Phía trước thì có sân thượng trước cho anh chị trồng cây nhé. Rất là đầy đủ công năng sử dụng. Sân thượng trồng cây ngoài này thì được ốp gạch và làm khung sắt, cũng như là được sơn ra đá đầy đủ hết rồi. Căn nhà vị trí liền kề quận Gò Vấp. Khu đường rộng tới 15 mét. Phía sau sẽ là không gian phòng giặt đồ và sân phơi. Đây, khu vực để máy giặt ở đây nha. Đấy, thoải mái luôn, sân phơi thì đã được lọc khung sắt, có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Phía sau là đường bờ kè này. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.